Tử vi tuổi Tân Tỵ 2001 tháng 7 âm lịch. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận nằm trong tay ta. Chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người tuổi trẻ băng danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Lại có người cả đời trăm nghìn việc không như ý, luôn luôn thất bại, khốn cùng. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức, hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vận trình của gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết cát hung là vận ra sao trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Hãy cùng chúng tôi theo dõi video ngay sau đây để nhận những lời khuyên từ chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Còn bây giờ, mời quý vị hãy theo dõi chương trình. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, tức ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân nạp âm sơn hạ hỏa, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thiên thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với người tuổi Tân Tỵ trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch 12 tháng 7, tức ngày 19 tháng 8 dương lịch, nạp giáp kỷ hợi. Ngày âm lịch 24 tháng 7, tức ngày 31 tháng 8 dương lịch, nạp giáp tân hợi. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Tân Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Tỵ trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021, ngày âm lịch mùng 9 tháng 7, tức ngày 16 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, Bình Thân, nạp âm, sơn hạ hỏa. Ngày âm lịch 21 tháng 7, tức ngày 28 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, Mậu Thân, nạp âm, đại dịch thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm nay, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Tân Tỵ sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Tân Tỵ, để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về vận trình tháng 7 âm lịch. Tháng mà được dân gian truyền lại là tháng cô hồn. Trong thời điểm Diêm Vương cho khai mở cửa quỷ môn quan để các vong hồn, âm binh được quay trở lại dương thế, thăm cố hương và người thân. Vậy trong tháng cô hồn này, những người tuổi Tân Tỵ sẽ ra sao? Mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi video ngay sau đây. Tử vi tuổi Tân Tỵ trong tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Họ là người trọng tình, trọng nghĩa, trọng chữ tín, đối xử với mọi người không phân biệt giàu sang. Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao, vì vậy ít nhiều sẽ đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống. Mặc dù khó tránh khỏi những thăng trầm theo thế cuộc, nhưng hoàn cảnh nào họ cũng thích ứng được. Người tuổi Tân Tỵ mềm dẻo nhưng nóng bỏng, thích giao tiếp, trao đổi, tính hướng ngoại cao. Sự nồng nhiệt của họ còn thể hiện ở chỗ thích những nơi vui nhộn, sôi động, ưa náo nhiệt. Chính vì vậy, họ không giỏi che giấu cảm xúc của mình mà thường tâm sự, trao đổi, chia sẻ với mọi người.
mọi cảm xúc của họ đều bộc lộ qua nét mặt hay những phản ứng tâm lý về hành động, lời nói hay thái độ. Tháng Bính Thân năm Tân Sửu khá lý tưởng đối với người tuổi Tân Tỵ. Mọi mặt trong cuộc sống đều có những bước phát triển nhất định. Nếu không ngừng cố gắng, tập trung, phấn đấu, gia chủ sẽ đạt được thành tích xuất sắc trong việc học, đồng thời có cơ hội được thực tập, làm việc để rèn luyện bản thân trong môi trường tốt. Tình hình tài chính nói chung ổn định, nguồn tiền chủ yếu đến từ các công việc làm thêm cũng như tiền trợ cấp của cha mẹ, người lớn trong nhà. Các mối quan hệ xã giao phát triển ổn định, đương số có thể làm quen với một vài đối tượng đem lại tác động tích cực cho lĩnh vực học tập, sự nghiệp sau này. Tân âm kim gặp ất bình dương hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là thân, bị khắc. Trong ngày này, gia chủ tuổi Tân Tỵ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Về sự nghiệp, tháng này, tình hình học tập nhìn chung không có nhiều biến động nếu so với khoảng thời gian trước đó. Bản mệnh vẫn giữ được phong độ ổn định, nếu quyết tâm, cố gắng hơn, ắt gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ. Thời điểm này, đương số cũng có thể tham gia một số việc làm thêm, vừa để theo học thêm những kiến thức hữu ích, giúp làm giàu vốn hiểu biết của bản thân, vừa đem lại tác động tích cực trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể bắt đầu với việc thực tập ở một cơ quan, tổ chức nào đó để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Tuổi trẻ càng xông xáo bao nhiêu, tương lai càng tươi sáng bấy nhiêu. Thứ hai, về tài lộc. Người sinh năm 2001 vẫn chưa phải lo lắng quá nhiều đến vấn đề tiền bạc, bởi đa số đều nhận được sự hỗ trợ về mặt kinh tế đến từ cha mẹ, anh chị em trong nhà. Một số người có thể kiếm thêm tiền nhờ các công việc làm thêm bán thời gian hoặc thực tập. Dù được hỗ trợ tài chính, nhưng đương số cũng nên học cách chi tiêu tiết kiệm, có kế hoạch, không nên phung phí quá cho những sở thích hoặc thú vui nhất thời. Với Tân Tỵ đã đi làm, có được may mắn trong công việc nên sẽ được tăng lương trong tháng này. Bản mệnh sẽ thấy dễ dàng để đạt được nhiều thành tích trong công việc và những nỗ lực được cấp trên công nhận. Người tuổi Tỵ dễ dàng vượt qua được khó khăn trở ngại, băng tiến bước trên con đường hướng tới thành công. Con giáp này có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình, nên có thể được cấp trên ưu ái, sao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến quý gia chủ nản lòng, mà còn khiến thêm vững tâm tiến bước. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Tỵ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Về sức khỏe, tuổi trẻ nên gần như không gặp những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe. Tuy nhiên, vẫn cần phải chăm chỉ rèn luyện, giữ gìn thân thể, tránh sinh hoạt thiếu điều độ, ăn quá nhiều thức ăn vặt hoặc đồ chiên, xào. Nếu không sẽ dẫn đến các bệnh dạ dày hoặc suy giảm sức đề kháng. Ngoài ra, tháng cô hồn cần hạn chế tới những nơi đèo cao, vực sâu, nhiều âm khí, kẻo dễ gặp tai ương bất ngờ. Người tuổi Tân Tỵ còn khá trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này, gia chủ nên có chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Những gì gia chủ cần làm là cắt giảm việc thức khuya để có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể. Ngoài ra, cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữ chế độ ăn uống hợp lý và nghỉ ngơi đúng giờ giấc thường xuyên. Nên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Quý gia chủ tuổi Tân Tỵ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Tân Tỵ, tình duyên của người tuổi Tân Tỵ. Tháng này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia các buổi giao lưu, tụ tập bạn bè, hoàn toàn có thể sớm tìm được người phù hợp với mình. Dù là nam hay nữ, gia chủ cũng nên tích cực mở rộng các mối quan hệ, không nên rụt rè, chờ đợi người khác chủ động đến với mình.
mối quan hệ giữa gia chủ và người lớn trong nhà nói chung hòa hợp. Quý gia chủ cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn, nhất là trong những vấn đề mình còn chưa hiểu rõ. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị về vận trình tuổi Tân Tỵ sinh năm 1989. Nhìn chung mọi phương diện đều khá ổn định, gia chủ tuổi Tỵ là những người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không, làm nhiều, hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền bạc trong tháng 7 âm lịch. Mọi người cần phải lưu ý. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi, dự định công việc của quý vị thực hiện trong tháng, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tân Tỵ trong tháng 7 âm lịch. Mọi người hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.